đời không bao giờ dễ, chưa bao giờ dễ, nó cũng sẽ không bao giờ tiếp tục dễ cho em. Làm sao để vượt qua những nghi ngờ về năng lực bản thân của chính mình đây chị? Em 28 tuổi, nhưng trong đợt sa thải nhân viên gần đây, em phải thôi việc dù em đã nỗ lực hết mình công việc trong 3-4 năm. May mắn em xem được kênh chị, mong chị trả lời câu hỏi của em, cảm ơn chị. Nè, chị đoán là em chưa có coi video chị nhiều nghe Minh Anh. Nghĩ là bây giờ nếu em ở nhà có nhiều thời gian rảnh, đầu tư vô bản thân và học, coi nhiều những cái video của chị, để mà những cái video giống kênh của chị nữa, để cho tụi em có cơ hội để mà thay đổi cái nhận thức của mình. Tại vì em phải thay đổi nhận thức. Tụi em hay ghi cái câu vậy nè: dù em đã nỗ lực hết mình trong công việc 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm đi chăng nữa, chị muốn nói với em, miễn cái công ty đó không phải vận hành bởi em và em không phải sở hữu của nó, xác suất em mất việc luôn luôn là 100%. Em tự nhận thức được rồi, cái quyền sinh, quyền sát, cái quyền mà người ta đem ai vô, người ta thải ai ra, đó là quyền của sếp em mà, đâu phải quyền của em đâu. Cái nỗ lực của em nó không liên quan gì đến cái quyết định của họ hết. Cho nên đó là những cái mà chị mới nói là tại sao tụi em phải đi học để mà biết em là ai. Và tại sao chị bắt thầy Douglas về Việt Nam, tao dùng từ bắt luôn á, tại tao ép ổng á, tao đưa ổng vô góc tường, tao đè đầu cửa cổ ổng, tao biểu ổng phải về Việt Nam dạy người Việt Nam đi trước khi ông chết á, kiểu vậy. Thôi nói giỡn chút thôi, dòng lại tiếp đó là trên cái hành trình mà chị đi học để mà tự do tài chính cá nhân, chị không có dùng tự do tài chính, tại chị không thích cái từ đó, gọi là tự do. Chị thích tự do, tức là chị thích sống một cái cuộc đời mà được quyết định bởi chị, được định mệnh bởi chị, được vạch ra và lên kế hoạch và thiết kế bởi chị. Đối với những người mà có tuổi hơn chị, người ta có thể nói là cái thứ đó là viễn vông, ảo tưởng. Ok, cơm không có mà ăn, làm gì được sống cái cuộc đời của mình. Cái đó là hồi xưa thôi. Bảo đảm 100% dân số Việt Nam bây giờ, dù cho có nghèo đói mấy đi chăng nữa, trừ cái vùng miền núi ra thôi, thì tụi em ở thành phố á, bèo nhèo nhất tụi em không có ngày ba bữa. Tụi em không phải ở cái thời của chị hay là trước chị nữa để mà hả đồ ăn là một cái gì đó hiếm có, khó tìm. Được chưa? Em có đói cỡ nào em đi ra đường, em qua hàng xóm em xin, em vẫn đủ sống, em vẫn đủ ăn. Cái đó là cái chị muốn nói. Thì cái tầng nhận thức của con người đã tăng lên ở cái cấp độ là nhiều hơn là tiền. Em muốn đi tìm ý nghĩa, tại sao em phải sống, tại sao em đã ra trên đời này. Và để tìm ra được những cái đó, em phải hiểu em là cái gì. Em giống như cái phương tiện để vận hành cái cuộc đời của em. Cái phương tiện này càng ngày nó càng rụng rời, bủn rủn, vỡ nát ở bên trong, nó thúi nát ở bên trong. Mình không có bao giờ chấp nhận, nhìn nhận nó như vậy hết á. Cái mà chị muốn tụi em đầu tư cho bản thân tụi em nhiều như vậy, bởi vì như chị nói, cái sự bình yên. Và tụi em cũng cần học cái gì của chị như giới thiệu, em có thể đi tìm học của những cái người mà em cũng coi video của họ và em thích. Tại vì có nhiều người giới thiệu những cái họ học và hiệu quả lắm. Có những người họ mở thiền, có những người họ mở những cái mà làm cho em đi tìm bên trong của em. Những cái gì mà em cảm thấy em click được thì em đi thôi. Được chưa? Tại vì rồi tiền em cũng sẽ tìm lại được. Có những người sẽ nói là chị push họ nhiều quá, tức là chị đẩy họ nhiều quá. Câu trả lời của chị là chị chưa bao giờ đẩy ai hết á. Cả cuộc đời chị chưa bao giờ đẩy ai làm giàu á. Chị không quan tâm nếu ai muốn giàu hay không. Nhưng chị nói thẳng đó, ví dụ như chị nói: ê, cái ghế của tao màu đỏ, ngồi ghế này sướng lắm, lại đây ngồi với tao. Người ta ngồi hay không chị không quan tâm, nhưng mà chị cũng sẽ mời cái lại đây ngồi. Tại vì á, ngồi ở đây sướng lắm, ngồi đây em đích lắm, lại không. Đó gọi là kéo. Kéo tức là chị sẽ chia sẻ với họ cái lý do tại sao chị ngồi ở đây, cái lý do tại sao chị học những cái thứ này, lý do tại sao chị được những cái thứ như vậy. Chị không bao giờ tới push, đẩy sau lưng: em ngồi vô cái ghế của tao đi. Tại vì á, tụi em cũng phải nghĩ mình đặt vô cái vị trí đó, em chưa có sẵn sàng. Người ta ép em vô ngồi một cái ghế, em cũng rất là khó chịu và không có thoải mái. Vũ trụ cho em cái điều này ở cái tuổi 28. Okay, nó giống như một cái cú tát mạnh vô trong mặt của em. Chị hình dung ra, tại vì chắc là em tốt nghiệp rồi em mới ra trường, cái tuổi của em 28 tuổi thì chắc mới tốt nghiệp, mới ra trường, mới bắt đầu đi làm, nghĩ cuộc đời còn tươi xanh, lên một kế hoạch rất đẹp trong đầu, kiểu như là ô bà vài năm nữa rồi mình sẽ vay vốn, xong mình mua nhà, rồi mình sẽ kết hôn, xong rồi mình sẽ có con, xong mình sẽ có tiền, xong mỗi năm mình sẽ đi du lịch. Ai cũng mơ vậy hết á. Ước mơ đó là marketing nó bán vô trong đầu mình mà, ai chẳng mơ như vậy. Ai chẳng mơ là ngày đi làm mấy tiếng thôi, rồi về có thời gian đi chợ, chợ nấu ăn xong rồi tối tới ôm anh yêu, coi tivi, đi dạo, đi shopping, tiền dư giả, mỗi năm đi du lịch mấy lần, con cái không bao giờ bệnh đau ốm đồ gì hết, nhà không bao giờ có ai chết, đám ma, đám dỗ, đám quẩy đồ gì hết, không bao giờ phải trả tiền cho những cái thứ vớ va vớ vẩn gì hết. Cuộc đời mình nó phẳng lặng như là cái câu chuyện cổ tích hoàn hảo vậy đó.
Và khi mà em bị vô cái hiện tại là nó tát cho trong mặt em là em thất nghiệp thì em bị sốc thôi. Chị trả lời cho em nhưng chị nghĩ là trả lời cho nhiều những cái bạn trẻ khác đang giống như là đá vô cái thúng đá, cho nên cái chân của họ kiểu như chân bị đá vô một cái thúng, mà nhìn có tưởng thúng gạo nhưng mà phải, nó là đá đó. Đời không bao giờ dễ, chưa bao giờ dễ, nó cũng sẽ không bao giờ tiếp tục dễ cho em. Em không học để thiết kế cái cuộc đời của em không học để định hình được là mình sẽ đi về đâu. Cái nó giống như em là một cái con thuyền, ở trên con thuyền và em là thuyền trưởng của cuộc đời em. Em không học để vận hành cái con thuyền đó thì sóng gió bão táp mưa nắng nó cũng sẽ đè em xuống, nó sẽ đè con thuyền em xuống, và nó đè em xuống thì em chết giữa đại dương thôi. Và trên cái hành trình ở giữa đại dương này, mỗi người lái một cái con thuyền của họ. Em nghĩ người ta quan tâm đến em, người ta chẳng ai quan tâm đến em. Cơ hội để em coi cái video của chị một phần là giúp em rồi đó, giống như cái tín hiệu chị cho chị nghĩ chắc vui. Chị thay vũ trụ nhắn cái tin nhắn này cho em thôi, đó là dừng đi tìm những cái thứ mà marketing rồi hào nhoáng ngoài kia bán cho em, đi tìm em, tại vì cái thứ bên trong của em á không marketing nào bán được hết á. Và khi mà chị chia sẻ những cái chị học của thầy Đất Lết, chị nói mà thầy Đất Lết với chị dạy không có gì liên quan đến tiền nhiều hết đó, tiền nó chỉ là cái phần phụ trong cái mảng chị với thầy dạy, tiền nó là cái phần phụ khi mà chị với thầy dạy cho tụi em. Chị có dạy phần tiền, chị dạy nhiều lắm. Những cái bạn mà học Money Blueprint mà khi dịch đó, chị trả lời rất là nhiều câu hỏi của họ về tài chính, chị trả lời trực diện luôn. Một trong những cái lý do chị không có trả lời trên YouTube như vậy, tại vì á khi mà em đối thoại với một ai đó vấn đề về tài chính của họ, em phải được nói chuyện trực tiếp với họ. Em mà không nói chuyện trực tiếp với họ, em dễ ngộ nhận là họ đang hỏi cái gì lắm. Cho nên là những cái lớp Zoom mà chị mở, khi mà các bạn hỏi chị trực tiếp đó, nó dễ hơn. Rồi khi trả lời như vậy á, chị trả lời rất là nhiều vấn đề về tài chính cho các bạn. Nhưng song song với tài chính, chị vẫn luôn lái với lại cho các bạn hiểu được là chị Nhi có cái solid, tức là cái điểm mạnh về tài chính như vậy. Không phải là chị Nhi đã ra thần đồng, chỉ bởi vì chị giải quyết hết cái vấn đề bên trong của chị ở phần con người, để chị hiểu được là à, mày là con người và mày phải biết rõ mày là ai trước khi mày đi muốn kiếm tiền. Chị không có nghĩ là chị là bất bại hay cái gì, nhưng mà chị nghĩ là chị mạnh trong cái mảng của chị và chị giỏi trong cái mảng của chị, và chị chỉ chia sẻ những cái chị giỏi. Chị sẽ không có đi làm những cái chuyện rù bu là làm giàu không khó. Mấy đứa nó ở chị nó cũng ghẹo chị biết mà, cái chị Nhi như vậy làm giàu không khó đi. Chừng nào tụi bay kiếm được cái công thức đó, ok, rồi thì tụi bay bày lại cho chị Nhi, nói lại riêng cái phần này làm giàu không khó, 20 tỷ tao cũng học nữa. Ok, tại vì dễ quá mà, làm giàu không khó, làm lên 50 tỷ, 60 tỷ thì 20 tỷ thôi, đồ yếu có gì đâu, phải không tụi em? Không bao giờ có công thức đó hết. Chị lặp lại, không có đâu. Công thức duy nhất đó là em hiểu em đi ra, em làm được nhiều việc. Nếu như các bạn lần đầu tiên coi kênh của Nhi, đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục chia sẻ cái điều như vậy, tiếp tục đem cái video của Nhi ra ngoài kia nhiều hơn.